cho rằng đôi nam nữ này chỉ trỏ và nói xấu. Hát cơn chuyển giới Linda đã quay lại hình ảnh cặp đôi này lên Facebook. Trong video, thái độ của bạn nam khá gắt và nhiều lần muốn ra tay với cô nàng. Chiều ngày 25 tháng 2, video cô Cẩm Lan Linda cãi nhau và suýt ẩu đả với một đôi nam nữ trong quán trà sữa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Video quay lại cảnh hai người một trai một gái đang ngồi uống nước và to tiếng qua lại với Linda. Theo lời của hát cơn chuyển giới, bạn gái đã có hành động chỉ trỏ, nói xấu và kỳ thị giới tính của cô một cách công khai trước. Sau đó cô nàng mới bức xúc lên tiếng, quay hình lại. Khi Linda lấy điện thoại ra quay, cô gái này cũng bắt đầu quay, còn chàng trai thì lời qua tiếng lại. Cặp đôi lời qua tiếng lại cùng Linda trong quán trà sữa. Chàng trai nóng tính cãi cọ, suýt ẩu đả với nàng hát cơn chuyển giới. Thậm chí anh chàng còn bức xúc đến nỗi lấy cả bình cứu hỏa dọa Linda. Bị hát cơn Linda mắng bằng nhiều lời lẽ khó nghe, anh chàng nổi nóng có ý định ẩu đả thì cô nàng đi chung ngăn lại. Sau đó, đôi nam nữ quyết định chọn đồ đi về nhưng bị Linda đi theo đến tận tầng dưới. Cả hai vẫn to tiếng cho đến khi cặp đôi này đi khuất. Trên trang cá nhân của mình, Linda đăng tải hình ảnh cặp đôi với caption, có ai biết Facebook người này cho em gấp. Em đã có đầy đủ bằng chứng đe dọa hành hung em. Chuyện này em sẽ nhờ CA giải quyết chứ BD, ai cũng muốn ăn hiếp là không được. Bài viết bức xúc của cô Cẩm Lan trên trang cá nhân. Bài viết của Linda đã thu hút sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Có người ủng hộ hành động cứng rắn, bảo vệ danh dự bản thân của cô nàng. Cũng có người cho rằng, chỉ một đoạn video ngắn không thể làm bằng chứng cho việc xúc phạm, và rất có thể cô nàng hát cơn nóng tính này mới là người gây. Sự trước, video liên quan không ít cư dân mạng bên vực cô Cẩm Lan, hiện tại vụ việc vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội với nhiều phản ứng trái chiều. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask, oi.